cú sốc lần đầu đi ăn buffet. Hello, mời mọi người ăn sáng nha. Sáng cả nhà. Ăn cho no. Chắc tới 1 2 mới có ăn. Cái bánh mì nó nhìn giống như bánh mì giả vậy. Trời ơi. Giả đừng có giả thiệt anh trời. Ủa mà để bánh mì giả sao? Ủa sao dai chứ vậy? Lúa. Ôi trời, bánh mì dai chứ vậy. Tính là bánh mì giả chứ. Chết mẹ ơi, giả vậy Khen ơi. Chết mẹ ơi, giả vậy Khen ơi. Ủa chị ơi, bánh mì đó bánh mì giả hay thiệt chị ta? Bánh mì trên đó giả hay thiệt chị? Hả? Ừ. Ôi trời đất, giả thiệt hả? Chết rồi em lấy. Ủa bánh mì giả hả? Hẹn gì em nói, ủa sao da có bóp giống bánh mì giả vậy? Bánh mì giả hay thiệt? Ôi trời đất mẹ ơi. Sao kỳ vậy? Dạ cái đó thì để chân thôi. Ôi trời ơi, sao ngộ đồ ăn mà để bánh mì vô chân? Ôi trời, em nói bánh mì thiệt, em kéo hoài không ra. Dạ, chứ. Ôi là trời. Dạ, có biết quá. Nguyên ngày đồ ăn mà để ổ bánh mì đó vô, nhìn giống... Để chứng bài cho đẹp. Dạ, đâu có biết đâu. Bài vậy chị? Xong để cho hàng giả vô đâu biết đâu nè, nhìn giống bánh mì thiệt mà. Nhìn vào mình thấy mà. Làm sao thấy được? Quá trời, ngộ vậy? Cái này mới là bánh mì thiệt hả? Mô hoặc. Bỏ tay luôn, em đăng cái này lên TikTok chắc 10 người đó, bánh mì thật, cấp 10 người luôn rồi đó.